Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế, mình là Huyền Vân. Hiện tại thì mình đang đeo một chiếc đồng hồ màu xanh của Amazfit có tên là Amazfit GTS 2 Mini. Hôm nay thì mình sẽ trên tay và chia sẻ đến với các bạn về chiếc đồng hồ này. Bắt đầu video nhé. Amazfit GTS 2 Mini có thiết kế mặt đồng hồ dạng hình vuông theo cách thiết kế thường thấy từ trước tới nay của những chiếc đồng hồ Amazfit nói chung. Bên cạnh đó, một điểm nổi bật nữa của mặt đồng hồ Amazfit đó chính là cái độ mỏng đáng kể của chiếc đồng hồ này. Khi mà đặt ngang như thế này, các bạn sẽ dễ dàng hình dung được cái độ mỏng của chiếc đồng hồ 8,95mm và trọng lượng của nó là 19,5g. Chất liệu được làm bằng hợp kim nhôm, cho nên khi mà cầm trên tay hoặc là khi đeo vào cổ tay thì chúng ta cảm nhận được rõ ràng mức độ nhẹ của chiếc đồng hồ này là như thế nào. Thì chúng ta sẽ có một màn hình AMOLED với kích thước là 1.55 inch, là một chiếc đồng hồ hướng tới cái sự năng động khi mà theo dõi sức khỏe cũng như là hỗ trợ các bạn luyện tập thể dục thể thao. Tuy nhiên thì thiết kế của nó cũng hướng về tính thời trang. Khi mà chúng ta nhìn vào thì chính cái viền màu bạc chạy xung quanh kết hợp với màu xanh, ở đây là màu xanh, còn những chiếc đồng hồ khác thì có màu hồng và màu đen nữa, thể hiện một cái sự thời trang khi mà đeo sử dụng hàng ngày thì cũng rất là phù hợp như là một cái món phụ kiện. Mật độ điểm ảnh là 301 ppi cùng với độ sáng là 450 nits. Khi mà đeo đồng hồ để theo dõi thời gian, theo dõi hoạt động thể dục thể thao hay là sức khỏe ở ngoài trời á, thì cái độ sáng của màn hình đáp ứng đủ. Màn hình AMOLED trên đồng hồ cho một cái khả năng hiển thị tốt, sắc nét và rõ ràng từng chi tiết. Đồng thời thì các thao tác vuốt chạm trên bề mặt đồng hồ cũng rất là nhạy. Thì ở đây các bạn thấy là viền màn hình được thiết kế mỏng so với chiếc đồng hồ mà hồi trước mình đã có trên tay là Amazfit Bip U. Bên cạnh đó, nếu lựa chọn một mặt đồng hồ phù hợp thì khi nhìn vào chúng ta hoàn toàn mất đi cái cảm giác viền xung quanh của chiếc đồng hồ này. Ở bên phải của chiếc đồng hồ thì chỉ có một nút bấm duy nhất. Nút này sẽ đảm nhận tất cả những cái chức năng luôn. Thí dụ như là ở màn hình chính, khi chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ vào được những cái list app ở trong này để lựa chọn. Khi mà bấm một lần nữa thì sẽ quay trở lại màn hình chính. Về dây đeo thì dây của Amazfit GTS 2 Mini là dạng dây dẻo và có rất là nhiều lỗ xỏ ở đây để phù hợp với nhiều kích cỡ tay khác nhau. Bên cạnh đó, nếu như mà không thích cái màu sắc này thì chúng ta hoàn toàn có thể mở ra để thay đổi bằng một cái sợi dây khác, màu khác với một cái khớp để mở ở đây. Ở bên dưới mặt đồng hồ sẽ là hai cái chấu để sạc pin cũng như là các cảm biến để khi chúng ta đeo vào thì nó sẽ đo các chỉ số, ví dụ như là nhịp tim hoặc là nồng độ SpO2. Một lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết và rõ ràng hơn. Cụ thể hơn về các thao tác từ màn hình chính, khi mà vuốt sang phải lần lượt thì chúng ta sẽ đến với các màn hình xem nhanh, ví dụ như là xem mục tiêu hoạt động trong ngày hay là đo nhanh nhịp tim nè, rồi đo nồng độ SpO2 cũng như là xem các chỉ số này, căng thẳng, PAI, xem thời tiết. Còn từ màn hình chính, nếu vuốt về bên trái thì chúng ta sẽ kết nối với trợ lý Alexa. Vuốt từ trên xuống thì chúng ta sẽ xem được các thông số về phần trăm pin nè, cũng như là các cài đặt nhanh, ví dụ như là cài đặt không làm phiền, cài đặt báo thức hoặc là cài đặt độ sáng, cũng như là một vài những cài đặt nhanh khác ở trong này chúng ta có thể lựa chọn và bấm ra thì bằng cách là bấm vào cái nút ở bên phải này thôi. Ngược lại, khi kéo từ dưới lên thì chúng ta sẽ có thể theo dõi những cái thông báo khi mà liên kết với điện thoại để không bỏ lỡ những cái tin nhắn hay là những cái cuộc gọi nhỡ. Còn một cái nữa là chúng ta có thể thay đổi nhanh các mặt đồng hồ bằng cách là ấn giữ vào màn hình chính. Như thế này thì chúng ta có thể lựa chọn một vài mặt đồng hồ được tích hợp sẵn ở đây để lựa chọn chuyển đổi mỗi ngày cho nó sinh động và phong phú. Amazfit GTS 2 Mini có thể nói là một chiếc đồng hồ có mức giá vừa phải, hợp lý nhưng mà được trang bị gần như là đầy đủ các tính năng để theo dõi sức khỏe cũng như là theo dõi hỗ trợ các chế độ luyện tập. Ví dụ như là chế độ đo nhịp tim, khi mà chúng ta đeo chiếc đồng hồ này trên tay thì nó sẽ đo nhịp tim của chúng ta tracking trong 24 giờ liên tục. Khi mà phát hiện nhịp tim tăng cao thì sẽ có thông báo để chúng ta kịp thời nắm bắt được tình trạng sức khỏe của mình khi mà thực hiện các thao tác vận động. Tiếp theo là đo nồng độ oxy trong máu SpO2, chỉ số sức khỏe quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Kiểm tra mức SpO2 sau khi hoạt động thể chất hoặc là tinh thần với cường độ cao trong một thời gian dài sẽ giúp cho chúng ta hiểu được về tình trạng thể chất của mình như thế nào.
Chế độ theo dõi giấc ngủ sẽ ghi nhận và đánh giá chất lượng giấc ngủ bằng cách là phân tích các giai đoạn của giấc ngủ, từ lúc mà chúng ta vừa đặt lưng xuống, chợp mắt ngủ cho đến ngủ sâu. Và nếu như trong quá trình ngủ, trong một đêm đó có thức giấc bao nhiêu lần thì chiếc đồng hồ cũng sẽ đếm luôn và theo dõi cả trong những lúc mà chúng ta ngủ ngắn, ví dụ như là ngủ trưa 15-20 phút chẳng hạn. Kéo qua đây thì sẽ thấy là có cái đo chỉ số BAI, thì cái chỉ số này sẽ dựa trên dữ liệu nhịp tim cũng như là dữ liệu luyện tập thể dục thể thao để nhằm đưa ra những lời khuyên tốt nhất giúp cải thiện sức khỏe khi mà đeo đồng hồ. Bên đây thì sẽ có tính năng là đo mức độ căng thẳng để biết được là chúng ta có đang bị stress hay không, mức độ căng thẳng ở mức bình thường, trung bình hay là cao để có một cái sự điều chỉnh về tâm lý của mình. Một tính năng cần thiết và hỗ trợ cho chị em phụ nữ giống như là mình khi mà đeo đồng hồ đó chính là theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, sẽ mang đến những cái thông tin chi tiết về chu kỳ kinh nguyệt để có thể theo dõi tốt hơn. Và cũng không thể bỏ qua tính năng hỗ trợ luyện tập. Amazfit GTS 2 mini có hỗ trợ hơn 70 chế độ luyện tập khác nhau, bao gồm những cái bộ môn như là chạy bộ, đi xe đạp, bơi lội hoặc là các môn thể thao trong nhà ngoài trời phổ biến hiện nay. Trong quá trình luyện tập á, thì đồng hồ sẽ ghi lại chi tiết các giai đoạn luyện tập, nhịp tim nè, đồng thời sẽ đưa ra những cái báo cáo về buổi tập đó ở trong một cái ứng dụng khi mà liên kết với đồng hồ có tên là Zep. Một vài những tính năng khác mà chiếc đồng hồ này có, ví dụ như là chúng ta có thể nghe nhạc khi mà chúng ta chép nhạc vào trong đây, có thể khởi động đồng hồ đếm ngược, đồng hồ bấm giờ, xem đồng hồ thế giới, la bàn, và có thể liên kết với điện thoại để chụp ảnh từ xa. Khi mà chúng ta lựa chọn chế độ này á, màn hình của chiếc đồng hồ sẽ giống như là một cái màn hình điều khiển để chúng ta bấm chụp hình. À, bên cạnh đó thì Amazfit GTS 2 mini cũng có khả năng chống nước 5 atmosphere. Chiếc đồng hồ này sở hữu một cái dung lượng pin là 220 mAh. Theo thông tin từ nhà sản xuất á, nếu như mà sạc đầy pin 100%, đeo chiếc đồng hồ này sử dụng ở cái chế độ bình thường á, thì sẽ được 14 ngày liên tiếp. Nếu như sử dụng tất cả các chức năng thì có thể hoạt động trong vòng 7 ngày. Còn nếu như chúng ta sử dụng nó ở chế độ tiết kiệm năng lượng thì thời lượng pin có thể kéo dài lên tới 21 ngày. Về điều này thì mình sẽ đeo chiếc đồng hồ này liên tục trong vòng 1 tuần và có một bài test pin. Khi đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và đây là giao diện ứng dụng Zep khi mà chúng ta liên kết với chiếc đồng hồ. Ngoài việc có thể xem những chỉ số, những cái thông số trên bề mặt đồng hồ thì chúng ta có thể quản lý ở trên ứng dụng này. Nó cũng sẽ hiển thị những cái nội dung tương tự về nhịp tim, về SpO2 hay là chỉ số PAI khi mà chúng ta đo được trên đồng hồ và đồng bộ vào trong ứng dụng này. Như mình nói đó thì chúng ta có hơn 50 giao diện mặt đồng hồ khác nhau thì mình có thể vào đây để tải về và tùy chọn cài đặt phù hợp theo những cái phong cách mà chúng ta yêu thích. Bên cạnh đó thì những cái chỉ số hay là những cái biểu đồ hoạt động thể chất, hoạt động thể dục thể thao cũng như là theo dõi chu kỳ, theo dõi sức khỏe, chúng ta cũng có thể cập nhật ở trong ứng dụng này. Cuối cùng là về giá bán, cho những bạn nào quan tâm thì chiếc đồng hồ Amazfit GTS 2 mini này có mức giá bán là 2.490.000 đồng. Và ngày bán chính thức là ngày 3 tháng 3 năm 2021. Chi tiết thì mình sẽ để một cái đường link ở trong bài viết của mình, các bạn vào tham khảo nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.